Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao quốc tế của NS Sport ngày 7 tháng 1. Ronaldo sắp đối đầu với Messi ở Saudi Arabia. Gareth Bale tuyên bố giải nghệ. Hugo Lloris từ giã đội tuyển Pháp là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Ronaldo sắp đối đầu với Messi ở Saudi Arabia. Anasir và Al-Hilal chuẩn bị ráp đội hình để đá trận giao hữu với PSG trong 10 ngày tới. Đó cũng là trận đấu chứng kiến màn ra mắt của Ronaldo trên đất Saudi Arabia. Khi ấy, CR7 sẽ có cơ hội chạm trán với Lionel Messi ngay trong trận đấu đầu tiên ở Saudi Arabia, với điều kiện Leo cũng tham dự. Huấn luyện viên Rudy Garcia không hài lòng với kế hoạch này. Ông nói, màn ra mắt của Ronaldo sẽ không diễn ra trong màu áo Al-Nassr. Với tư cách là huấn luyện viên của Al-Nassr, tôi không thể hài lòng. Đối với sự phát triển của bóng đá Saudi Arabia, để người hâm mộ chứng kiến PSG và xem những cầu thủ vĩ đại của họ thực sự là một điều tốt. Nhưng chúng tôi có một trận đấu ảnh hưởng tới ngôi vô địch 3 ngày sau đó. Về mặt lập kế hoạch, lẽ ra ban tổ chức cần sắp xếp một lịch thi đấu hợp lý hơn. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Chúng tôi đang dẫn đầu giải. Giải Saudi Pro League là cuộc đua khó khăn, nhưng chúng tôi quyết tâm làm nên chuyện. Xứ sau người Bồ Đào Nha đang thụ án treo giò 2 trận từ Liên đoàn bóng đá Anh. Cựu tiền đạo của Man United dự kiến có thể ra mắt chính thức Al-Nassr vào ngày 23 tháng 1 khi đội bóng này tiếp đón Al Ittihad. Gareth Bale tuyên bố giải nghệ. Ngôi sao người xứ quên Gareth Bale đã khiến không ít người bất ngờ khi tuyên bố từ giã sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 33 thông qua trang cá nhân của mình. Sau khi cân nhắc cẩn thận và chu đáo, tôi tuyên bố từ giã câu lạc bộ và đội tuyển ngay lập tức. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi thực hiện được ước mơ chơi môn thể thao mà mình yêu thích. Nó đã thực sự mang đến cho tôi một số khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời. Đỉnh của đỉnh trong 17 mùa giải sẽ không thể lặp lại. Bất kể chương tiếp theo dành cho tôi có là gì đi nữa. Như vậy, Gareth Bale đã chính thức kết thúc sự nghiệp bóng đá lẫy lừng của mình sau 17 năm kể từ khi anh bắt đầu ra mắt trong màu áo câu lạc bộ Southampton mùa giải 2005-2006. Anh thành danh trong màu áo Tottenham trong giai đoạn 2007-2013. Và bước lên hàng ngôi sao khi gia nhập Real Madrid với giá 100 triệu euro vào năm 2013. Tại Real Madrid, Gareth Bale đã trải qua chuỗi ngày thắng vinh quang với tổng cộng 16 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó đặc biệt phải kể đến là 5 chức vô địch Champions League. Bale sau đó trở lại Tottenham dưới dạng cho mượn trước khi khép lại sự nghiệp trong màu áo Los Angeles FC. Mới đây, anh đoạt được 2 danh hiệu MLS Cup và Supporters Shield. Trong màu áo đội tuyển xứ quên, Bale đã đóng góp không nhỏ khi đưa đội bóng này lọt vào tứ kết Euro 2020 và giành vé dự World Cup 2022 sau 64 năm chờ đợi. Hugo Lloris từ giã đội tuyển Pháp. Cùng ngày với việc đồng đội cũ ở câu lạc bộ Tottenham, Gareth Bale tuyên bố giải nghệ. Thủ thành Hugo Lloris cũng chính thức nói lời chia tay với sự nghiệp quốc tế trong màu áo đội tuyển Pháp. Lloris nói lời chia tay chỉ 4 tuần sau khi không thể cùng đội tuyển Pháp bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới. Huấn luyện viên Didier Deschamps không giấu được nỗi xúc động. Khi tôi trở thành huấn luyện viên đội tuyển Pháp vào năm 2012, tôi đã trao tấm băng đội trưởng cho Lloris và tôi chưa bao giờ hối hận về điều đó, mà ngược lại, tôi tự hào với cậu ấy, một cầu thủ luôn biết hướng về tập thể, luôn đặt quyền lợi của đội bóng lên cao nhất. Tôi mong ước cậu ấy sẽ luôn hạnh phúc và chân thành cảm ơn Hugo vì đã là hình ảnh đại diện hào hùng cho đội tuyển Pháp. Về phần mình, Hugo Lloris phát biểu ngắn gọn, đội tuyển Pháp vẫn luôn sẵn sàng cho hành trình phía trước. Tôi cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Hugo Lloris khoác áo đội tuyển Pháp lần đầu vào năm 2008 và tham dự 4 vòng chung kết World Cup cùng 3 kỳ Euro. Trong 14 năm, anh ra sân tổng cộng 145 lần, kỷ lục của làng bóng đá Pháp. Hai kỳ kỷ lục gia về số lần ra sân là Thuram với 142 lần và Thierry Henry 123 lần, hiện đang xếp sau Hugo. 4 lần tham dự World Cup, Hugo Lloris cùng đội tuyển Pháp 2 lần liên tiếp vào đến trận chung kết, một lần lên ngôi vô địch thế giới vào năm 2018. Arsenal đụng độ Man City ở vòng 4 FA Cup. Tại vòng 3 FA Cup, Arsenal bước vào trận đấu với đội bóng ở League One, Oxford United. Huấn luyện viên Mikel Arteta dù thay đổi 7 vị trí so với trận hòa 0-0 trước Newcastle ở ngoại hạng Anh, nhưng đó vẫn là một đội hình rất mạnh. Tuy nhiên, Arsenal bất ngờ gặp khó khăn trước sức phản kháng mạnh mẽ từ đối thủ, thậm chí không thể có nổi một cú sút trúng đích nào trong hiệp 1. Mãi đến phút 63, Arsenal mới có được bàn thắng mở tỷ số, đó là pha lập công bằng đầu của Mohamed Anthony. Phút 70, Nketiah vượt qua thủ môn đối phương trước khi đưa bóng vào lưới. Và chỉ 6 phút sau, Nketiah lần thứ 2 đền tên mình lên bảng tỷ số với một pha dứt điểm chìm đẹp mắt để ấn định chiến thắng 3-0. Sau khi dẫn trước đối thủ đến 3 bàn, huấn luyện viên Arteta thực hiện một số điều chỉnh khi tung các cầu thủ dự bị vào sân. Dù vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối, nhưng Oxford vẫn không thể có được bàn thắng danh dự. Với kết quả này, đội chủ sân Emirates đã có một tấm vé tiến vào vòng 4 FA Cup. Đối thủ của họ sẽ là đội bóng cực mạnh Manchester City. Trên đây là những tin tức đáng chú ý trong bản tin thể thao quốc tế ngày 7 tháng 1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ các bản tin hàng ngày của MNet Sport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.